cùng mình đi chợ ốc Hải Phòng ở ngay Hà Nội nào. Đi chợ mà nên là ốc tươi lắm, còn đang sống nguyên nhúc nhích đây này. Các bạn ngao hai cổ này đụng vào cái giật cá mình. Mình đùa vậy thôi chứ chợ ở đây chính là quán ốc này đây. Đông từ ngoài về hè vào tới trong nhà. Tất cả cũng chỉ vì các loại sốt tự làm ở đây rất ngon. Mà không có chuẩn bị trước đâu, khách gọi thì mới đem trứng muối ra dầm rồi làm sốt cơ. Là quán ốc Hải Phòng nên menu ở đây có nhiều loại sốt lắm mà được chế biến vô cùng đậm đà. Ốc thì tươi như đầu clip vậy đó. Thế nên là móng tay có dài thì vẫn cứ là sông pha nha. Đây là quán Phương Ốc Hải Phòng nằm tại 43 Lê Văn Lương. Cứ tới cái tầm hoàng hôn xế chiều mà không biết đi ăn gì thì mình sẽ chọn ngay là đi ăn ốc. Đứng từ quán mà có view đỉnh trưa này. Ốc ở đây mình đi lựa thì đã thấy tươi rồi. Quán đông khách lắm nên bếp lúc nào cũng đỏ lửa. Chị Phương là chủ quán và cũng là người gốc Hải Phòng, vậy nên các món ốc, đặc biệt là sốt rất đậm vị. Kể tới ngay chính là món ốc hương sốt trứng muối này đây, mà ốc thuộc dạng size to chứ không phải mấy cỡ nhỏ nhỏ như mấy nơi đâu. Tiếp tới là món ốc sư tử nướng, trông sushi như vậy nhưng thịt ốc bên trong rất giòn nha. Cái món này muốn ăn được thì phải dùng kìm để cắt, đập vỡ một góc vỏ là lấy ra được. Con ốc này nhai càng kỹ sẽ càng thấy ngọt nhá. Tiếp theo sẽ tới sò dương nướng, size của sò dương to bằng lòng bàn tay của mình luôn, bên trong được cắt nhỏ sẵn rồi này. Món này hợp nhất là phải ăn cùng với cả muối ớt xanh. Đi ăn ốc thì mình hầu như không bao giờ bỏ qua món hàu nướng rồi. Ở đây bán 15k cho một con hàu nướng phô mai như này, kích cỡ mình thấy cũng là xứng đáng đó. Thích hương vị thanh hơn có thể gọi ngao hoa hấp hoặc là ốc mít luộc mắm này. Bát ốc có 60k thôi mà nước chấm với nước luộc thì ngon, không có gì để chê được. Sò huyết tuy là một món khó bóc nhưng lại rất xứng đáng vì ở đây làm cỡ to, đảo đều cùng với sốt tỏ rất là thơm. Để ăn cùng với các loại ốc thì mình recommend mọi người gọi cả cút lợn xào me 45k một đĩa như thế này, hay là nem chua rán với sốt tương ớt đặc trưng. Còn mình thì chết mệt về cái bát sung ngâm ở đây này. Quán càng về tối càng đông, thông thường mình nghĩ sẽ phải đợi lâu nhưng đổ lại ra rất nhanh. Giá thì hợp lý, dao động từ 50 tới 100k cho một món. Bữa xế chiều các bạn biết đi ăn gì rồi đấy.